Hai, chào anh em nhé. Chào anh em nó trở lại trên đầu của mình. Giờ này mình có nhận được một cái Samsung A11, nó bị tài khoản Gmail anh nhé. Nó bị khóa tài khoản Gmail này. Và cây này nó không dùng được cách mở sao thang không sao thang anh em nhé. Nếu mà mở bằng sao thang không sao thang này được ấy, thì nó sẽ có cái tool miễn phí để làm. Thế nhưng mà không vào được cái này thì sẽ không làm được. Thì mình bắt buộc mình phải làm bằng Unlock Tool, hoặc là mình phải làm bằng bằng cách là tháo máy ra, trích test bond để làm bằng Unlock Tool nhé, hoặc là có thể làm bằng server nếu mà các bạn làm từ xa. Thì các bạn có nhu cầu mở những cái dòng máy này có thể inbox cho mình nhé. Đấy, thì cái này bây giờ mình sẽ mở bằng Unlock Tool. Mở bằng cách này các bạn sẽ phải tháo máy ra nhé, chứ không thể làm để nguyên máy như thế được. Còn cách tháo máy thì những cái dòng này đơn giản lắm các bạn, cứ cái sim nó yếu rồi các bạn cứ lách phát là ra rồi. Đó, bẻ nó ra là ra hết rồi. Ok, đây thì các bạn cần phải tháo mấy con ốc ra để xích cái test bond. Nó có mấy cái điểm ở đây này, nó hai cái điểm ở đây. Đấy, các bạn tháo ra xong các bạn cách ni pin ra. Cái này cũng có thể làm từ xa được các bạn nhé. Nếu em không làm được cứ inbox cho mình. Cách nghỉ phím ôm ra cho nó khỏi bị đứt. Đây, nó ở hai cái điểm này các bạn nhé. Đây, hai cái điểm này. Anh em cách ly pin ra nhé. Khi làm cách ly pin thì nó khỏi bị chạm chập. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ làm cho các bạn cùng theo dõi. Đây, cáp các bạn có sợi cáp này. Và các bạn xích vào hai cái điểm đấy, các bạn kim cáp vào. Bây giờ trên máy tính nhận 908 là ok các bạn nhé. Đặt xuống bàn làm thoải mái. Rồi không được thì các bạn xích lại. Kiếm cái nhíp ấy, các bạn cứ xích làm sao hai điểm nên nó ăn nhau rồi được. Xem lại cái điểm rồi. Chắc là do cái nhíp của mình nó không ăn các bạn. Nó đang bị cách điện. Rồi ok, nó đã nhận rồi. Ok, như thế thì nó đã nhận cổng 908 các bạn nhé. Các bạn sẽ sử dụng Unlock Tool để các bạn mở. Đây này, nhận cái cổng Qualcomm 908. Sau đó các bạn ESC-FRP này là ok. Ok rồi, thế xóa sạch rồi nha. Rồi, bây giờ sẽ lắp pin vào vận nguồn.
sẽ kích hoạt này. Đây, có lúc bỏ qua luôn các bạn nhé. Nãy nó đòi mật khẩu của tôi chưa này. Mình làm tuột quả pin này. Nhưng mà cái máy này là ok rồi các bạn nhé. Có lúc bỏ qua là ok rồi. Rồi mình sẽ nắp lại. Rồi các bạn có nhu cầu thì cứ inbox Zalo cho mình. Mở cái này mình sẽ làm online cho các bạn nhé. Tất cả những dòng Samsung trừ hàng sách tay, tất cả những dòng Samsung đều làm được hết các bạn nhé. Không làm được cái này thì có thể làm server. Làm server thì cực nhanh luôn, không cần phải tháo máy. Các bạn chỉ ngồi đợi tầm 5 đến 10 phút là ok thôi. Làm online nhé. Riêng máy Việt Nam 100%, riêng cái dòng Samsung là 100% là mở được hết. Trừ những cái dòng sách tay thôi các bạn nhé. Còn riêng dòng Samsung này, mình khẳng định ở chỗ mình là 100% mở được trong cái thời điểm này. Mỗi cái thời điểm nó một khác các bạn nhé, chứ không có các bạn này, đến cái thời điểm sau này nó lâng cái bản cao hơn ấy, các bạn bảo là 100% mở được, nó không phải. Những cái thời điểm này 100% mở được hết. Tất cả dòng Samsung nhé, từ đời cao cho đến đời thấp, xóa mã bảo vệ, xóa tài khoản Google. Rồi thôi mình để mình kích vào sau nhé. Cái này thì máy đã ok rồi. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Nếu cảm thấy video hay và hữu ích thì hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình ra những clip hay hơn nhé.